Chào mọi người, lại là mình đây nha mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ mọi người. Lâu quá mới gặp lại mọi người. Thì hôm nay mình sẽ review một sản phẩm là bộ đôi kem dưỡng da Senka ha. Này dành cho nam cho nữ đều xài được ha. Thì mình mua loại của ban ngày và ban đêm ha. Và cái này nó có lưới, nó có quà tặng đó mọi người. Thì cái shop này nằm nè, đó. Thì mình đã thanh toán rồi. Thì cái bộ này khoảng 100, hai cái này là khoảng 290 á. Cái này khoảng 100.000 nhưng mà mình đã có mà giảm giá. Bây giờ mình sẽ bóc ra cho người xem ha. Cái này thì nó cũng chỉ là sản phẩm mà mua trên Shopee thôi. Thì mình chỉ đưa cho mọi người xem là cái này nó có giống như trong cái sản phẩm mà mình mua trong siêu thị không thôi. Đây. Đúng luôn mọi người. Nó tặng cho mình một cái nước tẩy trang ha. Đó, này. Cũng thương hiệu đàng hoàng chứ không phải ấy đâu mọi người, chứ không phải là cùi bắp đó hay mọi người nè. Đó. Rồi nó tặng cho mình một cái này là cái lưới tạo bọt nè. Lưới tạo bọt ha. Lưới tạo bọt nó có hướng dẫn nè, tin nó hơi bóp móp mé chút xíu nhưng mà chắc mình nghĩ nó xài được. Đây. Bóp cho mọi người xem luôn. Nè. Cái này thì đến có hướng dẫn, cách hướng dẫn sao ha. Cái này nó hơi giỡn, cái này nó không bỏ trong bịch. Nó không bỏ trong bịch đó, nên là nó hơi xấu chút xíu. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ, cái sản phẩm chính của mình là mua là hai này nè. Sản phẩm chính mình là hai này. Nó hơi bung ra xíu hay mọi người. Senka trắng hồng. Thì mình cũng đã đang xài, mình cũng không biết là cái sản phẩm này nó là sao. Đó thì mình sẽ thử xài thử coi nó sẽ giống như cái mình đang xài hay không ha. Nè, nó ghi giảm thâm mà cấp ẩm nè. Rồi. Hàng thành thương hiệu của Nhật ha mọi người. Cái này nè. Cái chống tia UV, còn cái này là cái này giống hệt của mình nè, cái này ban đêm nè. Cái loại này ban đêm nè. Cái loại ban ngày thì nó sẽ cái màu nó hơi đục hơn ha. Nè, thấy không? Bạn nhìn thấy bạn cái này nó đục hơn thấy không? Còn cái loại ban đêm thì nó trong hơn xíu. Đó, bạn thấy không? Nè. Các bạn thấy không? Đó, nó trong hơn xíu. Ha. Sản phẩm này nói chung là cũng mình đang xài mà cũng thấy khá là tốt, nhưng mà nó quan trọng là cũng tặng cho mình hai cái này, một cái nước tẩy trang và một cái lưới tạo bọt là này. Thì sản phẩm này thì mình có, các bạn mua sản phẩm này thì các bạn có thể vô phần mô tả của video, mình có gửi cái link đó, thì các bạn thôi bấm vào để các bạn mua thử coi làm sao ha. Mình nếu mình đã xài rồi mình cũng thấy ổn ổn lắm mọi người. Cái sản phẩm này nè, cái hũ này nè, cái hũ của ban đêm á nè. Đây cái ban đêm nè. Đó, ban đêm thì nó sẽ mình đã xài rồi mình thấy cũng ổn lắm. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video này nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.